Xin chào, thứ hai khỏe không? Nếu như không á thì các bạn đã đến đúng nơi rồi, tại vì ngày hôm nay cùng nhau chơi một game có tên là Stray Characters, một tựa game giải đố mà các bạn đã kêu mình chơi. Và mình tự thấy game này nó khá là chill ha. Nhìn giải đố mà kiểu rất là dễ thương ấy, nên là rất là tuyệt vời để giải trí sau một ngày học tập mệt mỏi. Bây giờ thì let's go. Oh, vậy là mình là con mèo thiệt ha. Mình thì mình có coi anime nhưng mà không thích mấy thể loại kiểu mèo mèo hay là người mèo gì đó, nó khá là biến thái. Rồi tránh cửa sổ nào. Tầng 1. Để coi giải đấu thế nào ha, biết nó có hơn gì brand nào không. Oh, mình là một cái chìa khóa. Mình sẽ dùng cái chìa khóa. Để mở cửa. Ú, dễ thương vậy. Mình thích chó hơn nhưng mà mình cũng thích mèo nữa. Mày giấu ở trong này đây. Đây gọi là cái gì, cái đồng hồ hay là cái đồ mà cái chuông chuông gì trên xe đạp hay có đi. Mình không biết nữa, nhìn nó khó quá. Ủa mà cốt truyện là gì, tự nhiên mình vô nhà người ta mình phá phát vậy hả? Cái xô, cái con thuyền, cái này cái ý nghĩa gì ta? Cái xô nữa. Với lại mình nghe nói là một con mèo của chính cái mạng lận mà sao trong này chỉ có 1/4 thôi. Ờ, mình có thể có cái xô nước. Em thấy ta. Ê, mấy con ếch cưng nè. À, kawaii desu ne. Mấy cưng thích, mấy cưng có thích ăn xô nước này không? À thôi, chờ mưa mà, quên. Gắn cái chuông vô này. Đấy. Đâu, thấy không, chuẩn không? Mình biết là cái chuông mà. Mấy con ếch phản bội, nó giấu ở dưới chân đó nè. Gì đây? Đây giờ cho xếp hình gì à? Khó vậy? Đồ, nó không cho mình lấy luôn kìa. Để coi xung quanh còn có cái gì nữa không. Một cái dù. Một cái lỗ coi trong này. Mình lấy xuống nước. Mình đổ vô thôi là nó trôi lên. Ui, giờ phải tìm mảnh ghép của mấy con mèo à. Hay vậy? Một thư. Mà nói gì sao tao biết? Khó không được, khó. Suy nghĩ coi, thùng rác nữa nè. Ủa? À đúng rồi các bạn ơi. Hồi nãy trong kia nó có cái gì đó. Đây này, đây này, ở đây này. Đấy. Nhớ kỹ ha, nhớ kỹ ha. Một cái một cái xô. Ok, nhớ rồi. Một cái xô. Rồi, mình không nhớ gì hết cả, bực quá. Một cái thứ hai nè. Vậy là chúng ta đã có được 2/4 con mèo rồi. Còn ở đây có ý nghĩa gì? Con số nó nằm ở đâu đây? Hãy tìm manh mối. Cái này thì dùng rồi. Cái hộp. Thì ra trong này có cái hộp à. Kiểu như là nó không khó lắm, nên các bạn phải tin mắt thì các bạn mới chơi được. Game này chỉ chiêu đấy. Thật sự những ngày mưa mà ngồi chơi game này thôi, mình thấy rất là phê. 9, 4, 3. Hiểu rồi. 9. Ủa? À, theo màu. Theo cái màu. Xanh 9, xanh 3, 4 vàng. Xanh này 9, xanh này 3, 4 vàng. Ủa hay là lộn ngược ta? Ai? Không, mà chúng ta đã có tất cả 4 con mèo. Sui. Ê. Dễ thương nha, mình bắt đầu cảm thấy thích cái nhân vật nữ này rồi. Ôi, cuối cùng đã có cốt truyện rồi nè. Vậy là mình là một con mèo chưa đi tìm những con mèo khác. Thôi, chơi mạng 2 thôi, để coi nó khó cỡ nào ha. Mình nghĩ nó cũng không khó lắm đâu. Ôi, cây Giáng sinh. Ở đây có một cái con tầng lọc. Một cái nút bật đèn. Mày ăn. Một quay diêm. Một cái nến. Con gà là sao, túi răng gà lắm.
Một cái tượng và Noel tắt đèn. Cái nến này ông già mình lên trên tầng trên được không? Một đèn lên đây sợ quá. Cái trò gì lại vậy nè, mình giật dây đồng hồ người ta hư rồi lên. Cái gì ghê vậy? Là mình sợ. Bỏ cái Noel vô à? Hay bỏ cái nến? Thằng này nó ghê quá, không chơi nữa. Ủa, đây là hoa tầm gửi nè. Khi mà các bạn đứng dưới hoa tầm gửi đi với ai đó thì các bạn có hôn người ấy. Nhưng mà mình thường dụ người ta làm cái trò đó nhưng mà khó thành công lắm. Khó thế nào mà treo ngược cái cây này lên mà dụ người ta tới nữa. Nhưng mà mình không chơi mấy trò lừa đảo đó, hiểu không? Nụ hôn phải xuất phát từ lòng chân thành. Thôi nghe sinh xuống à, mình ghé mấy chuyện sinh xuống. Ủa? Cái gì vậy? Đúng rồi, mình sẽ cho con quỷ kia nhai cái này. Đây 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 cưng ơi, cưng muốn ăn gì nào? Ủa? Nhai đi chứ. Một cái mảnh ghép con mèo đấy. Nghe cái đuôi luôn. Ủa rồi sao? Ủa rồi mình gắn cái con này vô cái này. Rồi. À, ông già Noel nữa. Vậy là để có hai miếng. Game này nó dễ thương thế nào ấy. Mình có một chơi một số game giải đố rồi, nhưng mà đa số game kinh dị á là mình sợ. Nhưng mà game này rất là chill ha. Mình thấy vừa chơi vừa giải trí vừa thoải mái nữa. Mình thường làm toán để giải trí nhưng mà game này cũng được. Còn quay diêm làm gì? Mà khi nhắc tới diêm là mình nghĩ đúng một chuyện là đốt nhà thôi. Nến nữa. Ồ, đốt cây nến. Cây nến thì đốt ở đâu? Đây. Ồ, là làm tan chảy con người tuyết. Mình không nghĩ nói chuyện đó luôn á. Thằng mình đây, thằng mình đây. Mình mới thấy sự thông minh dễ thương này. Thế còn một mảnh nữa, chắc chắn nó phải nằm trong cái đồng hồ rồi. Cái điều mình không biết bắt cái nào. Mình thấy rồi, mình thấy manh mối rồi. Các bạn có thấy ở phía trên cái cửa không? Nó có một sợi dây treo mấy ngôi sao nè. Xanh đỏ đỏ xanh đỏ. Xanh đỏ đỏ xanh đỏ. Vậy là có 4 con mèo rồi, để coi con mèo này sẽ trốn ở đâu. Rồi. Dễ thương vãi. Mình thật sự thấy khá thích game này. Rồi con mèo đâu rồi? Kiếm con mèo coi bé cưng. Ồ cái cửa. Ồ quên. Cái. Ủa không phải, cái tiếng con mèo là kêu sao ta? Để kêu mèo tới hả? Mình không rõ nữa. Mấy con mèo khó chịu lắm. Mình sờ bụng nó thì nó ok ok. Mà đụng tới đuôi nó thì không chơi với mèo. Qua tầng 3 nào. Tầng 3 thì chúng ta ở một khu vườn giống như khu vườn ngôn tình, ngôn từ, đúng rồi. Anime đó khá là hay, cũng đẹp nữa. Wow. Còn ếch là vua à? Vậy theo thứ tự. Ếch. Hoặc là ếch. Không thôi, mỗi mình kiếm chỗ khác mà chơi. Của nhật ký, nhưng mà mình lại không có chìa khóa. Con mèo, kêu tê. Một con thỏ, con bướm, một cái đùi gà với một bông hoa. Làm sao ta? Hello, có ăn bánh mèo không? Không thôi vậy. Để mình ra chỗ khác mình chơi coi. Một cái sản kìa. Oh, một con sứa và một cái sản. Mình tưới cây được đúng không? Đây là một cái giải đố khác thôi, mình chưa rành, mình chưa có biết cách chơi. Ở đây có cái dấu gì nè. Đó là mật mã. Nhớ rồi, ở đây nó có cái số gì ở đây nè. Không phải cái số, mình quên rồi. Thôi, tưới cây trước đã. Một con mèo. Thế thôi hả, mình tưởng nó sẽ có cái gì đó khó hơn chút chứ. Để cái sản đập cái này được không?
không được à? Ở game này nó rất là thư thái, nó không cục xúc gì được. Thỏ bướm gà hoa. Thỏ. Chết cụ. Nó mới nhớ con kia. Thỏ bướm gà hoa, thỏ màu đỏ. Thỏ bướm gà hoa. Không thôi, bố mày đi. Thôi không thôi, không chơi thì thôi mà. Cái lối này mình sẽ để sẵn đào nó thôi. Đây. Cái tiếng gì vậy? Cái gì đây trời? Nó còn cái lỗ chút xí đây nè. Zoom không được, khó coi quá. Có sợ vậy? Quên. Mình nhớ là nó có con số, mấy con số với cái lỗ này đúng không? 11 28 11 với 28. Nhìn cái gì nhóc? Tao đang cố giúp mày á. Con chim. Quên mất. Ăn chim không mèo? Đây là ăn mèo không chim. Ôi, nó mày mình ghép kìa. Bên tao phải cái xẻ với mặt mày không? Đưa tao mình ghép. Nó có cái nhà này, mình làm nhà cho chim được không? Mình tìm cách để cho con chim vô nhà. Quá nhiều câu đố cùng một lúc, khó xử quá. Trước tiên phải suy nghĩ này chứ đã. Hiểu rồi. 4 3 2 1. Vậy là 1 2 3 4. Vậy là cái gì ta? Khó xử quá anh bạn ơi. 4. Mình cần cái viết mới được. Đây là giấy xin phép nghỉ học của mình á, mà mình ghi lộn là giấy chuyển lớp. Đúng là nhục nhã. Đâu rồi? Thỏ. Hoa hồng 1. Rồi, cảm ơn mối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vào bên này. Đây là hoa. Hoa vàng. Đây. Bướm xanh. Ủa? Đùi hả? Mình cái lộn. Đọc lộn luôn. 11 28. Cái lỗ thứ 3. 69. Con số ma thuật kìa. Cộng lại 8. 108. Giờ sẽ là 108 ha. 108. Đúng thiệt kìa. Vậy là có một con mèo thứ hai rồi. Vậy là còn cái này nữa nè. Mình phải giả được cái này coi. Khó khăn quá. Đùi xanh, bướm vàng đỏ. Hồng xanh vàng đỏ. Ủa vậy là nó cực kỳ đơn giản luôn á. Mình chỉ cần đi ngược lại 1, 2, 3 thôi mà. Nếu mình làm y chang cái nó sao nó không được. Kỳ ha. Rồi thì ta dụ con chim vào trong lòng rồi. Chim ơi chim. Gì? Mày ngủ trong lúc tao đang chơi hả? Mày thấy cái sự đau khổ của tao là niềm vui của mày à? Thôi nha mèo. Ủa? Cái hình của tôi nó chút xí à, tôi không nhìn được cái chỗ này. Trời ơi, thì nó giấu chỗ này à. Con thỏ là chân nó có 4. Ủa là mày có đếm mấy cái chân nhỏ không? Mày thấy thì có mấy cái chân bí xí đây nè. Chứ thôi đợi cho đếm chân lớn đi. 3 4 3. 4 3 4 à. 1 2 3. 1 2 3 4. Ủa tôi chưa đâm bấm xong mà. Thôi kệ nó, xin chìa khóa. Mày nhật ký ra nào. Để coi nhật ký này nó viết gì đây. Lần tiên tôi có người yêu. Mà thôi chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Ủa nhật ký nó muốn tiêu rồi, bị giấu gì ở đây. Sorry. Một cái mảnh. Khá là đơn giản. Ông khoan, mình chỉ cần lắc cái cuốn sách á cho nó tụt xuống dưới thôi mà. Sao mà phải mở chìa khóa. Suy nghĩ phức tạp thấy không. Game dễ thôi các bạn. Phức tạp quá. Còn con quỷ này nó còn giữ cái mảnh của tôi nè. Bây giờ là một cái vô nhà hay không. Hai á là tao bắt mày vô nhà. Rồi một khi tao bắt rồi á là tao không có nhẹ tay đâu. Nãy mình có đặt con mèo vô cái lồng mà đặt không có được. Đó thấy không? Không được đâu.
Ủa sao giờ lại... Cái game này nó giỡn tôi hay gì á. Thôi vậy em xin cái ảnh nha. Thank you, arigato gozaimasu. Và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Con mèo màu xanh đây, thật là đẹp vời, tuyệt vời. Một câu chuyện nữa, con mèo già đang nhìn một con mèo màu xanh ở trên ảnh. Wow, con có cái con gì dễ thương ấy nè, con thỏ. Vâng, đó chính là Stray Cat Doors. Mình đã chơi được 3 màn rồi. Nếu các bạn thích cái series này á, thì đừng quên lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và có thể như là mình sẽ làm tập tiếp theo của game này. Và các bạn đã xem video. Bây giờ thì bye bye.